Chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng ra chăm sóc cho những cây dâu tây đuôi cấy mô New Zealand. Đây là những cây tôi đã trồng, mới trồng rậm vô thôi, cũng được khoảng cỡ hơn 2 tháng tuổi thôi, cũng mới thôi. Ta làm cho nó chăm sóc, tưới xốp cái bờ mặt của cái chậu này lên. Tơi xốp lên thì cây nó mới có thể phát triển được. Mùa này thì trời nó khá nắng rồi các bạn. Nắng và hanh, không còn mưa nữa, rất thuận lợi cho cây dâu tây nó phát triển. Thời chúng ta cũng tỉa bớt mấy cái lá nó già già đi, cho nó ra cái lá mới, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Rồi có những cái cây hành rất là phát triển ở đây. Trồng chơi thôi. Đây có những cây nó đang ra ngó này. Đấy. Đây hai cái ngó này. Để đây để nhân tách ra làm giống luôn. Chấm chấm như thế này ta cũng ngắt bỏ luôn. Đất nó rất là cứng, sau khi chúng ta tưới nhiều nước lên đấy là đất nó rất là cứng, chúng ta không làm tơi xốp cái bề mặt là sẽ, cây nó sẽ không thể nào mà phát triển được đâu các bạn. Dù gì trồng 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 thì các bạn cố gắng làm tơi xốp đất cho tôi. Đây hơn 2 tháng mà bắt đầu ra hoa bói này, tỉa luôn này. Kinh thật, cây nhỏ xíu xíu như thế này mà có hoa bói cũng như thiếu nhi mà mang bầu tin được luôn. Đây cái nùi cây này tôi trồng quá nhiều cây luôn, không biết là có ra quả không. Lên chậm lắm, khổ quá này. Trước mấy ngày Tết không tưới chết hết, nghỉ mấy ngày Tết thôi không ai tưới hết, một tuần chết hết, tiếc thật. Món phần cá này, còn là xương cá với vảy cá, vỏ trứng lum la ở đây luôn, cực kỳ là nhiều chất dinh dưỡng luôn, nhiều chất canxi luôn. Đấy, cái rễ này, rễ nó rất là nhiều nhé, rễ của cây dâu tây này, ta sới nó lên thì nó sẽ rất dễ, nhưng mà cũng không sao các bạn nhé.
đứt rễ, nhưng mà sau đó thì rễ mới nó lại mọc ra thì nó sẽ tốt hơn. Đây là những cây dâu tây Nhật này. Này các bạn thấy không? Quả to vi vu luôn, một chùm luôn đấy, vi vu đẹp luôn. Đây chúng ta bón phân nhiều quá là cây nó bị cái lá nó táp như thế này đây, đã ngắt bỏ đây. Cái lá già phía dưới là nó sẽ bị đây táp vì phân nhiều quá cũng không tốt đâu đấy. Và tôi mới bón thêm phân khá nhiều. Đây là những cây dâu tây Nhật lùn nha các bạn nhé. Làm nó sẽ thoáng thoáng cái mặt, bảo mặt chậu lên tí. Chỗ cây nó hấp thụ tốt chất dinh dưỡng. Vàng nó hư hết rồi. Quả này khả năng cái hoa như thế này khả năng là không có đậu nổi quả đâu này. Ngặt bỏ bớt đi. Tỉa bớt những cái lá già đấy, bón phân liên tục là cây nó ra lá liên tục, nên là phải thường xuyên tỉa cái lá già đi. Chấm chấm này, chấm chấm thì lại có người điện thoại hỏi mấy tình hình, các bạn thông cảm. Đây cây dâu Nhật của tôi thì nó đang lên khá là tốt rồi. Đây hoa rất nhiều. Còn đây là những cây dâu tây dài tôi cũng ngắt ngó đi, ngó quá nhiều luôn, ngó nó mập thù lù luôn, ngắt bớt này, quá nhiều không thể làm gì cả, phải cũng tỉa bớt những cái lá già đi. Dại này, bớt.
rồi. Đây là những cây dâu tây Mỹ nha các bạn nha. Nên các bạn vẫn nhớ đây là cây dâu tây Mỹ nha. Trái khá là nhìn khá là xinh xắn. Và nó cũng đang ra rất là nhiều hoa ở đây. Cây dâu tây Mỹ này, các bạn thấy đây thì một trái đây cũng khá là to đây. Đây là một trái đang già, đang nhỏ, xanh xanh thôi. Đây là những cây dâu tây nuôi cấy mô New Zealand. Cây này thì khoảng được 3 tháng này. Cây này là cây trồng trước. Còn cái đoạn kia, cây kia trồng sau. Bữa để hai quả đây. Đây, hai quả đây. Đang phát triển. Mới có chín được không? Để cho vui. Đúng ra chúng ta nên ngắt hết cái hoa bói đi. Đây là quả của những cái hoa bói. Cái cây này còn nhỏ quá. Kệ nó, tôi cứ để cho vui vậy. Mà chỗ tôi nó cứ mọc lên cái cây cỏ gì thế này, nhỏ siêu siêu luôn, nhưng mà nó mọc kinh khủng luôn đấy. Hoa của nó thì nhiều kinh khủng luôn. Đây cũng là quả của cái hoa bói này. Đây tôi cũng giữ lại để chơi xem thế nào cho nó vui thôi. Để lâu lâu có trái quay cho các bạn xem cho nó hấp dẫn. Đây là cây New Zealand trồng ngó, giờ cũng đang phát triển, đất khá tơi xốp. Đất tơi xốp cái này nó phát triển khá tốt. Còn đây là cái chậu qua trồng mà nó chết hết cây rồi. Đang tính là tách từ cái ngó này ra này. Để tách cái ngó này vào cái chậu đấy. New Zealand cây luôn. Đang phát triển khá tốt. Với cái đà như thế này thì không mấy chốc mà nó sẽ ra hoa bói và nó ra hoa thôi, và nó đậu quả thôi. Đây là những cây dâu tây Mỹ và cây dâu tây New luôn. Cái ngó tách ra mà không biết có sống được không. Nhìn tình hình có vẻ không được khả thi cho lắm đâu. Thôi kệ. Đây là cái ngó của cây dâu tây Nhật lùn. Đây là một cây dâu tây New này. Cây nhỏ nhỏ đây, New. Lá nó cũng hơi khác khác. Đây, cây New đây, đang ra hoa bói này. Ngắt tỉa luôn. Đang rất xanh tốt. Đấy. Wow. Cũng đĩa tốt xong. Thank you.
dâu Nhật to thế không biết. Lần đầu tiên trồng dâu Nhật mà tôi thấy trái của nó cũng khá là to, khá là ưng đấy, ưng ý đấy. Một chùm đây nữa này, ra rất nhiều nữa chưa biết thế nào. Khi chúng ta gọi là xới những cái chậu dâu tây ra thì tôi sẽ hòa phân bón cho cái dâu tây. Đây là cái số phân mà tôi đã hòa rồi, còn đây là số phân mà chúng ta chưa hòa thì nó sẽ màu hơi trắng trắng như này. Hỗn hợp phân sẽ bao gồm là phân cá tự ủ chế phẩm EM, và chúng ta sẽ sử dụng một ít cái phân NPK. Ở trong giai đoạn này là cây nó đòi hỏi là sẽ có cần những cái dưỡng chất thêm để cho nó có thể đậu được sai hoa nhiều quả, đồng thời có pha quả nguyên tố siêu nguyên tố bò cho nó nữa. Đấy. Và khoáng cho nó đều ra, nó tan những cái hạt phân NPK ra. Cái hạt phân NPK ấy, mà năm ngoái tôi đã hướng dẫn cho mọi người đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tưới cho cây dâu tây thôi. Trời nó bắt đầu chuyển này, hơi mưa mưa rồi. Mưa vẫn tưới được. Mưa nhưng mưa nhỏ thôi, vài giọt, không ăn thua gì. Chúng ta tưới đều xung quanh chậu, giúp cho gọi là mọi nơi ở trên cái chậu nó đều có nước và có phân. Bộ rễ của cây nó sẽ hấp thu tốt. Tưới đẫm vào. Đấy. Đất nó tơi xốp ngay là tưới vô. Tưới nước vô nó lại nó rẽ nó lèn đất lại ngay thôi. Cho nên chúng ta phải thường xuyên làm cái khâu mà xới đất, xới chậu. Không thì cây nó sẽ không phát triển được. Đây. Cả cây mẹ lẫn cả cây con lẫn cây lớn đều cần dưỡng chất dinh dưỡng. Vừa tưới vừa quay cho các bạn xem luôn những trái dâu tây đang rất là chín đỏ đẹp ở đây. Đây nha, trái này cực kỳ to nha các bạn nha, không phải là nhỏ đâu. Dâu tây Nhật đấy, Nhật lùn đấy, năm nay mới trồng đấy, cực sướng luôn. Cây dại chưa ra quả Mỹ này, Mỹ này, đây có một quả đỏ đỏ này. Khá là xinh xắn. Vừa hướng dẫn các bạn là tưới phân rồi cũng vừa cho các bạn xem luôn cái vườn dâu tây. Xem cái vườn dâu tây của tôi bên này nó như thế nào. Và vườn của các bạn như thế nào, các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đây.
Phân vào nữa là trái sẽ to đẹp ngay, không vấn đề gì hết. Năm nay định là không bón NPK nữa mà cuối cùng vẫn phải bón này các bạn ạ. NPK nó sẽ giúp cho cây nó trái nó sẽ đẹp hơn, trái nó sẽ ra tốt hơn. Nguyên tố đa lượng đấy thì nó không thể nào thiếu được. Trong cái phân cá thì nó chủ yếu là có phân đạm, phân lân thì chúng ta đã ủ sẵn vào đấy rồi, nhưng mà nó vẫn cần thiếu các nguyên tố như là magie. Đồng, kẽm, sắt, những nguyên tố vi lượng khác. Mà trong cái phần lân, trong cái phần NPK của tôi mua thì nó đã có luôn. Trái khá đẹp. Chúng ta bón, nếu chúng ta mà trái nó chín chúng ta gần ăn rồi, chúng ta không nên bón phân NPK đâu. Cách ly khoảng 3 ngày. Tôi chủ yếu là tôi hái trái này làm giống, chia sẻ nguồn cây giống, hạt giống cho các bạn. Trái này hôm qua hái này, để ở đây vẫn còn tươi tắn, xinh đẹp. Ok. Rồi, sạch quả tưới rồi.
tưới vào cho các bạn xem trái dầu tiên đây đang chín đỏ mọng luôn. Chọn dùng Mỹ quả mới tỉa ra trồng lại dày quá, dày quá nó không tốt. Niu đang trái. Này có một trái. Cái loại này ngày nào chúng ta cũng phải tưới phân hết. Cây nó phát triển.
đẹp. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.